Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay lại lên cho anh em xem một bộ sáo siêu phẩm cực chất của mình sản xuất ra. Đấy mà lên cho anh em về video và những bộ như này thì rất là ít. Cho ngày hôm nay là lên video cho anh em xem và thẩm giúp mình một em sáo như thế này. Đấy, và trên tay mình đây. Trước khi đi kỹ chi tiết và sản phẩm nhá, thì anh em cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh nhá, giúp mình có thêm nhiều động lực để ra những video tiếp theo. Và bây giờ thì xin giới thiệu với anh em siêu phẩm trên tay mình đây, đó chính là em hòa âm anh em nhá, hòa âm 659 quả đấy, chỉ mây không tranh nhá, full chỉ mây không tranh đấy. Và kèm theo đây là mình trang bị là một em cọc sáo nhá, chân cọc sáo bằng gỗ anh em nhá. Đây là gỗ dã hương đỏ, không phải dã hương mà đây là gọi là hương đỏ, rất là đẹp và vân luôn đấy, full chỉ mây không tranh nhá. Tầm mọc và cánh rán đấy, làm bộ như này rất là nét. Và bây giờ sẽ sâu kỹ cho anh em xem một con hàng như này, một con hàng như này nó đáng đồng tiền bạc gạo, xứng đáng anh em mua đấy, vừa chơi vừa treo lại hợp lý đúng không. Giới thiệu anh em đây là con kỹ về con chỉ mây không tranh nhá, anh em nhìn này đấy, quả tầm mà mình xử lý rất là trắng này, bên mình đã xử lý đã luộc rồi này đấy, và bắn bóng này nhìn rất là trắng và bóng luôn nhá đấy. Từ quả cái cho đến quả ngọn đều rất là trắng nhá. Đây còn có mấy quả này nó còn đỏ cơ. Đây này, quả này nó còn đỏ hơn rất nhiều này. Đấy, anh em thấy chưa? Mấy quả này nhá, còn đỏ nhưng cực đỏ luôn. Mấy quả đấy là tầm rất là đỏ nhá. Còn đây là vẩn này. Đây. Một con hàng vẩn sơn rất là kỹ và rất là nét nhá. Vẩn làm hoàn toàn full gỗ mít. Đấy. Kèm theo là bắn màu cánh gián nhìn rất là nổi và đẹp. Tổng thể của em nó đây. Đây là chân cọc sáo nhé, anh em có thể để ý đây là có vân này. Đấy, đến cọc sáo nó cũng có vân luôn nhé. Đừng chứ không đơn giản một tí nào luôn, đúng chỉ là vẳng đúng không, vẳng lại có vân nhé, vẳng cũng mít có vân đàng hoàng luôn anh em ạ. Đấy, và một con hàng tầm thì đã qua xử lý rất là trắng này, rất là trắng này, đẹp này, phun chỉ mây không tranh hết nhá. Đấy, hàng khắc tay đầu tay ra hàng cho anh em. Và đây là bộ sáo từ quả cái cho đến quả ngọn rất là đều nhau. Đấy, đầu tiên là về màu sơn vẳng này, rất đều này, cho đến tầm này. Tầm là mà bên mình làm mộc là chỉ có trắng và đỏ thôi, cho nên anh em yên tâm đi. Cái con hàng này lên trời thì nó cực là sướng. Đấy, còn đây là ngắm tổng thể em nó. Đấy, từ mặt trước cho đến mặt sau. Đây. Vẳng của em nó này. Đấy. Nguyên một đường thẳng. Đấy, anh em thể ý kỹ nhá, nguyên một đường thẳng, thẳng tam tắp như thế này. Lên con hàng như này cho anh em nào mà chơi thì vừa chơi vừa treo, nó đảm bảo chất và uy tín luôn. Nhận một con hàng này về nó xứng đáng đồng tiền bạc gạo. Và giới thiệu thêm cho anh em, đây là sáo yêu cầu của khách đặt. Đấy, hàng này là không phải hàng học sinh anh em nhé. Hàng này là bên mình nào đóng vai mơ bóng vách mếch này. Đấy, chỉ mấy cung tranh vách mếch lên đảm bảo âm cho anh em nghe cực sướng luôn và cực khét cho anh em mà hóng. Còn một chút xíu nữa thì mình sẽ đi tiết âm cho anh em, tất cả anh em cùng nghe âm với con này. Còn bây giờ thì sẽ cho anh em ngắm kỹ hơn. Đấy, anh em nhìn thấy một bộ sáo như này được không? Nhìn rất là tầm rất là chắc nhá. Chân cọc gỗ. Đấy, rất là chắc chắn này. Full thủy nguyên trung tranh cho đến tận quả bé tí nhất nhá. Quả này là D10 nhá anh em nhá. Chuẩn xác ra là làm D11. Quả này chuẩn xác là D11. Bên mình có dương nhá. Đây là đã có dương lên rồi nhá. Đấy, D11. Đây, anh em thể ngắm kỹ xem. Một con hòa âm như này rất là xứng đáng đồng tiền bạc gạo. Đấy. Đây là hàng kỹ cho khách đặt nhá. Còn anh em nào yêu thích nhà hàng hòa về dòng hòa âm, về sáo hòa âm hay là dòng gì khác, anh em nhắn tin qua cho mình. Không muốn hàng kỹ, anh em để chơi hàng học sinh, hàng bình dân thôi. Để giá nó mềm hơn. Đấy, cho anh em rất là dễ chơi. Đấy, hàng bình dân mềm hơn cho anh em dễ chơi. Đấy. Đây là hàng trả khách nha. Đấy, anh em nào kết thì nhanh tay nhắn tin. Số điện thoại Zalo để mua sáo ở góc hình. Một chút xíu nữa sẽ đi tiết âm cho anh em nghe âm. Âm sẽ không, mình hứa hẹn với anh em sẽ không làm anh em thất vọng về khoản âm nhé. Quay rõ lúc thì nó lên, lúc lên con mấy đấy kia. Lúc nó quay lên á, nó đi. Lúc bắt đầu đâm lên á. Đâm lên thì có một cái tiếng.
được rồi nhỉ. Ừ.